Debank nâng tầm quốc tế, chính thức có tân chủ tịch là người nước ngoài. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh HDBank chính thức công bố ông Kim Byung Ho, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập người Hàn Quốc, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt của HDBank với kế hoạch đưa ngân hàng vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập mạnh mẽ hơn. Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank, ông Kim Byung Ho, sinh năm 1961, là doanh nhân kỳ cựu với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng tại Hàn Quốc và trên thế giới. Ông từng là chủ tịch và tổng giám đốc ngân hàng Hanabank, ngân hàng lớn thứ nhì tại Hàn Quốc, và là phó chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn tài chính Hana Financial Group. Hiện tại, ông là cố vấn cấp cao cho nhiều định chế tài chính uy tín và là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của tập đoàn SK. Tân Chủ tịch Kim Byung Ho chia sẻ, tôi hy vọng rằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình về thị trường tài chính sẽ bổ sung thêm cho tính đa dạng và văn hóa cởi mở của HDBank, giúp HDBank trở nên sắc bén, linh hoạt và vững vàng hơn nữa trước bối cảnh thế giới biến chuyển nhanh chóng và chuyển đổi số mạnh mẽ, để qua đó trở thành ngân hàng tầm vóc quốc gia và quốc tế như chiến lược của các cổ đông. Ngoài ông Kim Byung Ho, Hội đồng Quản trị HDBank nhiệm kỳ 2022-2027 còn có ông Lê Mạnh Dũng, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập, người có hơn 25 năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Năm thành viên còn lại trong Hội đồng Quản trị đều là những lãnh đạo giàu kinh nghiệm, uy tín trong ngành tài chính ngân hàng. Ngân hàng cũng thành lập ban cố vấn, đứng đầu là cựu chủ tịch Lê Thị Băng Tâm.